xin chào các bạn ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thu âm với nhạc cụ piano hay còn gọi là grand piano. Piano là một trong những nhạc cụ dây được Bartolomeo Cristofori phát minh vào năm 1700 Tiếng của piano được vận hành bằng cách là các cái dây trên piano được đánh bằng các búa gỗ và người chơi sẽ ấn vào các phím, mỗi phím sẽ liên kết với một cái búa gỗ nhỏ trên dây khi các búa gỗ này gõ vào dây sẽ tạo ra những âm thanh khi rung động và piano phát ra tiếng Thì mỗi cây đàn piano đều có những âm thanh khác nhau và căn phòng sẽ tạo ra những sự đặc biệt về tần số mà chúng ta nghe thấy, vì thế là để chúng ta thu âm được tiếng piano tốt thì các bạn cần phải chọn được vị trí trong căn phòng để khi piano này có thể kết hợp uh, cộng hưởng với âm thanh của căn phòng để chúng ta có thể là đặt âm thanh tốt nhất uh, không gian để chúng ta thu âm với cái piano rất là quan trọng ở vị trí uh, tìm vị trí tốt nhất để tạo ra những tiếng piano hay thì là cũng rất rất quan trọng bạn cũng nên thử nghiệm bằng việc là có thể là bình thường là các piano sẽ có cái nắp ở phía trên và bạn cũng có thể thử nghiệm bằng việc là bạn có thể tháo cái nắp ra và rất nhiều người thích cái chuyện mà chúng ta tháo cái nắp ở phía trên ra để cho âm piano được uh, cộng hưởng với âm thanh phòng nhiều hơn và khiến cho âm thanh tốt hơn tuy nhiên là rất nhiều người thì cũng không thích điều này tại vì khi chúng ta tháo lắp ra thì chúng sẽ uh, diễn ra hiện tượng đó chính là uh, âm thanh phản xạ của căn phòng nhiều quá và khiến cho âm thanh không được tốt vậy thì bạn hãy chọn cái phương pháp phù hợp có thể tháo nắp hoặc là không để chúng ta thu âm được âm thanh tốt nhất của mình với microphone mà đặt bên trong của cái khung đàn thì sẽ thu được nhiều tiếng của bàn đạp kích cũng như là cái búa hammer không mong muốn chính vì thế mà tuy nhiên là chúng sẽ thu được âm thanh sáng hơn và gần gũi hơn còn với việc đặt microphone bên ngoài thì giống như kiểu là khán giả nhìn vào hoặc là chúng ta nhìn vào piano chúng sẽ cho âm thanh phản xạ đến từ các mặt của cái piano cũng như là mặt của đắp đàn cũng như là căn phòng điều này thì hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố đến từ căn phòng nhiều hơn nhưng mà được cái là âm thanh tự nhiên hơn âm thanh của piano trở lên sáng và giống như tự nhiên chúng ta đang nghe hơn nếu bạn có một căn phòng thu âm khá tốt với piano thì bạn cũng không cần phải đóng cửa bởi vì việc đóng cửa lại nó sẽ làm cho âm thanh trong căn phòng nó bị dội âm quá là bí vì thế bạn hãy mở cửa nó ra để cho âm thanh nó được thoát hơn và tuy nhiên là khi bạn mở những cánh cửa này ra thì không gian tất nhiên là sẽ rộng hơn thoát hơn âm thanh sẽ sáng hơn tuy nhiên là nó sẽ bị những tiếng ồn ở bên ngoài vào vì thế bạn hãy Hãy cẩn thận với điều này. Khi bạn đặt microphone ở bên, bên kết hợp với việc đóng nắp của cây đàn piano sẽ thu được âm cao tốt hơn với việc các bạn mở nắp ra. Và khi bạn đặt microphone bên trong cái thùng của cây piano sẽ Uh, giúp chúng ta nhấn mạnh hơn giữa các nốt ở các cái quãng Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào các cái phong cách âm nhạc của bạn để bạn có thể đạt bố trí việc thu tốt nhất. Uh, để có tiếng piano sáng hơn thì bạn hãy khi bạn sử dụng EQ, ấy, bạn hãy tăng ở các cái tần số khoảng tầm 10 kHz và để tăng thêm sự rõ ràng và hiện diện thì bạn hãy tăng ở khoảng tầm 3 kHz và nếu mà piano này có âm thanh mỏng thì bạn có thể uh, thêm một vài uh, decibel ở khoảng tầm uh, 100 hz để chúng ta có thể làm được tiếng âm trầm tốt hơn. Một số microphone thích hợp khi chúng ta thu âm piano đó chính là Leomer SM2 AKG C12S, C24S và Audio Technica 405 và cuối cùng là M149. Thì sau đây là một số các cách các bạn có thể là bố trí micing uh, với cả piano. Thứ nhất là cách bố trí các uh, mic ở bên trong tương tự với việc sử dụng hai mic condenser uh, cardioid tức là tức là hai mic condenser có hình trái tim với màng ngăn lớn thì chúng ta sẽ có thể sử dụng uh, cách thu âm song song tức là AB uh, cách mặt dây mặt dây thu khoảng tầm 11 inch và đặt bên hai vị trí trung tâm của quãng trầm và quãng cao bạn nhớ nhớ hai vị trí trung tâm của quãng trầm và quãng cao uh, tức là khoảng tầm 2 phần ba của các dãy uh, gõ búa tuy nhiên là không nhất thiết chúng ta phải đặt ở vị trí ngay tại vị trí gõ búa tại vì khi vị trí gõ búa nó sẽ tạo ra những tiếng uh, gõ nó tiếng bật khá mạnh đến từ uh, phần cái búa khi nó gõ lên các dây đàn của piano chính vì thế là đây chỉ là vị trí để bắt đầu và bắt đầu các bạn hãy di chuyển cái vị trí đó uh, đến với xa hơn tức là xa hơn vị trí gõ búa để chúng ta có thể là uh, thu được âm thanh tốt nhất mà không bị uh, bật vào. Ngoài ra thì bạn cũng sẽ để hạn chế tiếng bật này, bạn hãy nghiêng cái mic góc một khoảng 400 độ và cũng có thể là hướng vào phía nghệ sĩ để chúng ta có thể là thu được âm thanh tốt nhất mà tránh được những tiếng bật này tương tự với việc mà đặt đặt hai cái mic song song thì trên bạn cũng có thể là sử dụng uh, hai cái mic, một mic uh, hướng vào phần âm trầm và một mic hướng vào uh, phần cao ở vị trí 2/3 ở phía trên lỗ, tức là ở trên cái ở trên cái đàn piano thì nó sẽ có những phần lỗ thoát âm và bạn hãy đặt mic ở trên vị trí đó nhưng mà ở hai cái mic ở trên vị trí đó đặt hai cái mic song song nhưng mà bạn hãy hướng hai cái mic đó vào vị trí âm trầm và vị âm trầm âm cao thì các vị trí này nó sẽ khác nhau ở chỗ là khi bạn đặt lên lỗ thoát âm thì sẽ cho âm thanh nó lan tỏa hơn và trầm và ấm áp hơn so với việc bạn đặt ở các vị trí búa gõ. Tại vì khi bạn đặt ở vị trí búa gõ thì chúng ta cho âm thanh nó sắc hơn và nó gọn hơn. Tuy nhiên là tiếng đập của búa gõ nó sẽ rõ ràng hơn vì thế là đặt ở các vị trí ở lỗ thoát âm và hai cái mic ở lỗ thoát âm nó hướng vào thì nó sẽ cho âm nó thoáng qua hơn và mềm mại hơn thay vì uh, sử dụng hai cái mic với khoảng cách song song tức là spec free tức là ab phong cách ab thêm thì bạn có thể sử dụng các cái kỹ thuật như kiểu là ortf với khoảng cách khoảng tầm 12 inch tức là khoảng 30 cm ở giữa các phím và nếu người chơi có tốc độ đánh quá nhanh quá mạnh thì bạn có thể đặt chéo cái cái góc của phím đó tức là bạn cũng đặt ở vị trí của các cái dãy Uh, búa gõ nhưng mà thay vì bạn sử dụng kỹ thuật uh, Fear, tức là sử dụng hai cái mic song song với nhau như này thì bạn hãy sử dụng uh, kỹ thuật ortf để bạn hướng hai cái phần thu âm vẫn hai vị trí trung tâm của uh, trầm và quãng cao để chúng ta thu được uh, cái hình hình thái của ctdo nó khác hơn và nếu mà âm bật nó quá lớn thì bạn có thể là đặt góc nghiêng khoảng tầm 45 độ hướng về phía nghệ sĩ thì sẽ uh, cho âm thanh thoải mái hơn một cái biến thể khác đó chính là bạn đặt tại vị trí giá nhạc tức là uh, ở trên đàn piano có vị trí là để cái giá nhạc đó và bạn đặt ở trên vị trí giá nhạc và hướng xuống cái vị trí uh, búa gõ hoặc là vị trí sâu hơn tùy vào vị trí mà bạn cảm thấy là âm thanh nó cho âm thanh tốt nhất đối với một cặp mic microphone bạn cũng có thể là thay vì ORTF thay vì bị xong bạn có thể là dụng tích XY nhưng mà tuy nhiên là vị trí XY thì uh, bạn hãy đặt cao hơn một chút, đặt cao hơn một chút khoảng tầm uh, cao hơn vị trí cũ khoảng tầm 8 inch hoặc là cao hơn khoảng tầm 3 feet tức là cao hơn hẳn luôn. Tại vì uh, đối với việc thu âm với kỹ thuật XY thì bao giờ cái trường âm thanh nhìn nó cũng sẽ bị bé hơn và vì thế bạn sẽ thu âm nó uh, đặt ở vị trí xa hơn để chúng ta có thể là tập trung vào các vị trí uh, âm trầm và âm uh, cao, vị trí lốt lốt trầm và lốt cao, trung tâm và lốt trầm lốt cao nó là tốt nhất và bạn có thể sử dụng một cái mic gọi là pzm tức là mic để chỉ thu cái mặt phản xạ thôi và bạn đặt nó ở vị trí sâu bát tức là vị trí mặt của cái piano để chúng ta có thể thu được tiếng cộng hưởng của piano đập vào cái phần nắp của cái piano và hướng vào cái sau bát đó mà chúng ta không cần phải thu những cái tiếng mà đến từ búa gõ và cũng như là khung của cái dây của cái đàn piano nữa thì đó là các cách để các bạn có thể thu âm với các cách đó là đặt microphone ở bên trong vậy thì khi chúng ta muốn đặt microphone ở bên ngoài thì như thế nào uh, microphone ở bên ngoài thì bạn cũng có thể sử dụng cái kỹ thuật thu âm stereo bạn sẽ sử dụng hai mic condenser các dior với màng ngăn lớn bạn nên nhớ là sử dụng các cái màng ngăn lớn thì sẽ cho âm piano nó dày và đổi đủ, đủ chi tiết hơn các microphone có màng ngăn nhỏ tuy nhiên là khi các bạn thu âm ở các cái dãy vúa thì bạn hãy sử dụng các microphone có màng ngăn nhỏ thì nó sẽ cho âm thanh bớt phần sắc Uh, phần 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 gõ nhiều hơn. Tương tự, tự như bố trí bên trong thì bạn sẽ sử dụng hai microphone có màng ngăn lớn uh, hình quả tim và bố trí cặp song song spec AB. Uh, phía trên dây tức là phía trên dây cách mặt dây khoảng tầm 11 inch cách khỏi bếp đàn khoảng tầm uh, 1 đến 2 feet tức là mình đặt đặt mic ở bên ngoài và ngửa là và bạn hãy hướng nó xuống vào cái vị trí bên trong của uh, cây đàn. Hai cái microphone này có thể đặt cách nhau khoảng tầm từ 40 đến 60 cm và khoảng cách của chúng có thể cách với mặt bàn như vừa nãy là chúng ta sẽ cắt cách mặt phím đến khoảng tầm 11 inch thì thì tương đương việc cách mặt đất khoảng tầm 1 m đến 1,5 m và và khi bạn thu âm với kỹ thuật fear tức là kỹ thuật thu âm song song thì bạn hãy nhớ cái quy tắc 31 tức là khoảng cách giữa hai mic lớn gấp uh, 3 lần khoảng cách của mic tới với vị trí thu một cái phương pháp khác khi bạn thu âm với việc mà đặt mic ở bên ngoài đó chính là sử dụng hai microphone tube compressor hoặc là microphone compressor với màng ngăn lớn bố trí theo kỹ và cách cái piano khoảng tầm 3 feet, cách mặt đất khoảng tầm 5 feet và di chuyển chúng xung quanh piano để chúng ta có thể tìm được cái vị trí âm thanh tốt nhất để chúng ta thu âm. Sử dụng một kỹ thuật rollays tức là kỹ thuật dùng hai mix hình số 8 giao nhau cũng tương tự như thế bạn hãy di chuyển quanh uh, piano với khoảng cách uh, cách piano khoảng tầm 8 feet nó có thể xa hơn khi bạn sử dụng cái kỹ thuật XY và cách khoảng tầm 8 feet và bạn hãy tìm vị trí để nó âm thanh có vị trí âm thanh ngọt nhất. Tìm cái vị trí thu âm với piano bạn hãy cố gắng là bịt một tai lại và nghe âm thanh uh, của piano khi chúng ta di chuyển uh, trong căn phòng bởi vì tại mỗi vị trí khác nhau thì cây piano sẽ cho cái âm hưởng uh, khác nhau trong căn phòng của bạn. Vì thế bạn bạn hãy cảm nhận cái âm trầm của chúng để chúng ta có thể đặt microphone tôi cách tốt nhất. Với trường hợp đàn piano đóng nắp tức là nó không mở lắp như các trường hợp trên thì khi chúng ta đóng lắp vào thì chúng ta sẽ không nhận được cái âm dội đến từ phía cái nắp đàn phi ra nữa. Với trường hợp đóng lắp thì bạn đặt một cặp microphone cardioid tức là microphone trái tim theo kỹ thuật ii hướng vào thân đàn và hướng về phía dây cao hơn ờ, phía âm trầm thì bố trí thêm một cái mic nữa tức là bạn bổ sung thêm một cái mic nữa gọi là mic uh, đa hướng mic omix để đảm bảo sự cân bằng giữa hai cái mic này bạn có thể sử dụng một cái cam mic uh, condenser có màn ngăn lớn cách nhau khoảng tầm 4 feet cách dây đàn khoảng tầm 6 feet tức là cao khoảng tầm từ 8 đến 9 feet sát mét nắp mở hướng xuống tức là uh, sát cái mép nắp bạn hướng xuống để có âm thanh nó giống như âm thanh nó and roll thì bạn đặt mic nó khoảng tầm 2 phần 3 đường trên của âm trầm và một cách uh, dây khoảng tầm từ 12 đến 18 inch hướng về phía trung tâm logo của cây đàn. Để cân bằng giữa âm cao và âm dây cao và âm dây thấp thì bạn hãy đặt ở chế độ đầu ra của âm thanh là âm chế độ mono để và sau đó bạn hãy di chuyển mic để chúng ta có thể là tìm được vị trí cân bằng nhất của phần âm thanh đó. Để có thêm tiếng body tức là tiếng khung tiếng vật liệu của nhạc cụ ấy thì chúng ta sẽ đặt một cái microphone vào một trong những cái vị trí cổ điển khi chúng ta thu âm với piano và một lần nữa chúng ta thu âm với chế độ mono để chúng ta có thể là kiểm tra cái độ hủy phây của nó một cách thiết hợp khác cho nhạc classic rock and roll là đặt một microphone theo kỹ thuật XY với khoảng cách các trung tâm đàn khoảng tầm 2 feet và đó chính là các cách để các bạn có thể đặt microphone khi chúng ta thu âm với grand piano hay các bạn ở cái vực khác xin cảm ơn các bạn Hay các bạn ở các lĩnh vực khác xin cảm ơn các bạn